Chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của tụi mình. Và hôm nay sẽ là một vlog về gym khác, đó chính là về tay sau, cũng như là bắp tay. Đối với các bạn nam, tập tay sau sẽ giúp cho tay to ra hơn, cơ to ra hơn. Đó cũng là lý do để mình tập tay sau, mình thích cơ nó to ra hơn nữa. Nhưng mà đối với bạn nữ á, thì các bạn sẽ muốn giảm mỡ phần ngay đây. Các bạn mắt sẽ thấy được mỡ phần ngay đây này. Cho nên đó là đây sẽ là một cái vlog tổng hợp hết tất cả những bài tay sau mà mình được hay tập. Và thôi mình cũng sẽ không nói nhiều nữa, và để dẫn các bạn vô bài tập càng sớm càng tốt. Nếu mà các bạn muốn tìm những vlog về gym khác ấy, thì mình đã tạo một cái playlist về gym, thì tất cả các bài tập gym nó sẽ nằm trong đấy. Hoặc là ở dưới phần description mình sẽ để hết tất cả các link của các bài bụng, lưng, vai và vân vân. Các bạn có thể xuống dưới và xem và bấm vào link đó nha. Vậy thôi, và các bạn nên nhớ là hãy bấm like cho cái video này nhé, mà đừng quên là subscribe cho mình và hãy comment nếu các bạn muốn mình quay thêm về bất kỳ bộ phận nào ở trên người cũng như là bất kỳ chủ đề nào nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nhé. We'll be right back.